Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ mở cái nội thất của đôi loa Sennheiser Dixon 15 đời rốn nhỏ đời đầu này để cho anh em tham khảo xem cái độ zin, độ xịn của nó như thế nào để anh em lựa chọn mua sản phẩm ở bất cứ nơi đâu. Anh em đến với mình, anh em yên tâm toàn phần, mình luôn cam kết làm cho anh em những cái sản phẩm zin, xịn, đẹp, đúng chất hàng bãi tuyển chọn. Anh em đến với kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm mình đăng lên hàng ngày và giúp mình có những cái động lực làm những clip hay để gửi tới anh em nhé. Xin mời anh em đi vào tham khảo. Đây là các cái tuyến bát của nó này anh em này. Con này là đời rốn nhỏ nhé anh em nhé. Và đây là râu của nó này. Đấy, và nó có một con bát cộng hưởng. Con bát cộng hưởng này thì nó cũng không có cái gì anh em. Đấy. Gân cao su anh em nhé. Toàn phần cái gân này là nó làm bằng gân cao su. Và đây là bên trong của nó anh em nhé. Và sang chiếc bát bên này cũng thế, tất cả là giống nhau như đúc anh em nhé. Đấy, và bây giờ anh em đi vào xem các cái tuyến. Nó sử dụng một con bát này là bát thật này anh em này. Đấy, anh em xem cái nhện của nó này. Con này nó là từ của nó, là từ nhôm của nó rất khỏe anh em. Đấy, vẫn từ của nó mà từ nhôm mà xương là xương đúc anh em nhé. Xương của nó là xương đúc toàn phần luôn đấy. Anh em này, xem cái xương của nó này. Toàn phần là xương nhôm, xương đúc anh em nhé. Mà cái từ này của nó khỏe lắm. Anh em xem cái từ của nó mình. Cái từ này của nó cực kỳ là khỏe. Anh em đi xem này. Đấy, cái từ của nó khỏe không? Và nó sử dụng một con này. Chép xoắn hay còn gọi là chép khế. Đây anh em này, vì cái trường hợp này nó căng quá nên mình không ấy được. Đây nha anh em nhé. Đấy. Nó sử dụng một con chép khế này. Đấy, và trên này nè. Anh em hay gọi con chép xoắn ấy. Mà tất cả các cái từ này của nó nhá anh em nhé. Cái vành này của nó này là phải có cái dập ký hiệu của Anh Quốc hết. Đây anh em nhìn này. Đây này anh em này. Đây Made in England này anh em nhìn thấy chưa? Đây này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, Made in England, anh em có nhìn rõ không nhỉ? Đấy. Made in England anh em nhé. Xương là xương nhôm. Và tiếp tục anh em đi đến cái phần phân tần của nó anh em nhé. Đây là con bát cộng hưởng này anh em này. Đấy. Con bát cộng hưởng này nó cũng không có cái gì cả. Gân cũng gân cao su hết anh em ạ. Bên trong này nó cũng có lớp gân cao su này anh em này. Đấy. Và anh em xem cái phân tần của nó bên trong. Nó sử dụng đấy anh em này, một con tụ hồng này. Đấy. Và hai cuộn cảm ăn nhau ở cái phân tần này anh em này. Đây một con nhé, dưới là một con cuộn cảm nữa anh em này. Dưới cái tụ hồng này là một con cuộn cảm nữa anh em nhé. Bông tiêu âm của nó này, thùng gỗ lạng hết. Đấy là một bên anh em nhé. Và tiếp tục mình sang bên này. Và mình xem cũng là gông xương đúc này anh em này. Đấy. Từ của nó rất mòn là. Anh em nhìn cái từ của nó này, khỏe lắm. Đấy, dính ngay anh em. Đấy, từ của nó rất là mạnh. Và côn nhện của nó bên trong này anh em này. Còn nguyên zin hết. Và nó cũng phải có cái chữ dập của Made in England ở đây anh em này.
Đây này anh em này. Đấy. Margin Onion này. Đấy. Và anh em nhìn cái từ của nó này. Đấy. Chiếc nào cũng như chiếc nào anh em nhé. Đồng đều nhau hết. Và đây là một con chép khế này anh em này. Đấy. Đấy, anh em nhìn bên dưới này. Cực kỳ là đẹp anh em nhé. Vì trường hợp nó căng quá, mình không rút được hết ra. Và đây anh em xem cái phân tần, cái màng bát cộng hưởng của nó cũng là gân cao su rồi anh em này. Đấy, bên dưới cũng gân cao su luôn. Và đây cũng là, đây là cũng là tụ hồng này anh em này. Và một cuộn cảm ở trên này, ở dưới cái tụ này có một con cuộn cảm nữa anh em ạ. Đấy, nó đè lên đấy. Đời này là đời đầu anh em nhé. Tất cả thùng gỗ và bông tiêu âm còn nguyên zin nguyên bản hết. Ê căng của nó là có cái lẹp nhôm anh em nhé. Ê căng của nó rất đẹp. Ê căng của nó còn cực kỳ là đẹp luôn. Đây nhá anh em nhá. Đây là ê căng của nó này. Đấy là một chiếc, còn chiếc nữa nha anh em nhé. Đây là chiếc nữa này anh em này. Tem mác logo còn đầy đủ hết. Ê căng vải lưới bố ngày xưa đến giờ. Mình xin báo giá đây, đến đôi này cho anh em nhé. Đôi đẹp tuyển chọn xuất sắc này của mình. Mình có một đôi duy nhất, mình đang bán 11 triệu 500. Anh em nào yêu sản phẩm này thì điện cho Hà Audio Hải Phòng. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn anh em ở clip sau.